Chị Phia ơi, chị Phia, cái cốm dẹp này có phải hột nếp không chị Phia? Trời đất ơi, quý huynh đệ ơi, hỏi cái câu nào dễ hơn được chút không? Hỏi cái câu này em không biết. Hồi đó tới bây giờ em nghe cốm dẹp thì em biết cốm dẹp thôi, chứ em cũng chả biết tường tận nó là cái gì nữa. Mà em nghĩ chắc nó cũng từ hột nếp mà không biết người ta làm sao mà nó dẹp đó. Bà nào mà có chuyên môn này rành hơn thì có thể nói cho em và mọi người cùng biết với nha. Hôm bữa em làm cái nhân cốm xào dừa hết 1/3 rồi, bây giờ còn lại 2 phần, lấy thêm 1 phần nữa làm sơ cốm dẹp nha. Rồi còn lại 1 phần thì làm gì đây mấy bà? Ai mà biết thêm món về cốm á thì gợi ý cho em với nè. Trong khi mà luộc hạt sen với hấp đậu xanh á thì em sẽ đi xào dừa nha. Sao chứ hỏi chú dài dữ vậy? Cái dừa này thì mình chỉ cần xào làm sao cho nó khô nước và cái sợi dừa nó trong lại là được nha. Bà nào mà riêng á thì lấy cái chảo khác ha. Còn mà làm bí như em thì chơi luôn cái chảo hồi nãy. Mình sẽ cho vào đây 80ml nước dừa cùng với 100ml nước cốt dừa nha. Khuấy đều cho nó hòa quyện rồi mình sẽ nấu sôi lên nha. Cái phần đậu xanh và hạt sen hồi nãy giờ mình nấu á thì bây giờ nó đã chín rồi nè. Mình kiểm tra ha, thấy cái hạt sen bóp ra mà nó mềm như thế này là ok, mình sẽ vớt ra ngoài một cái chén. Kiểm tra cái đậu xanh này thì chỉ cần thò hai cái tay vô bóp ra thấy như thế này là ok, không có cần nấu cho nó nhão quá nha. Cốm thì mình sẽ sàng sơ, sau đó thì mình sẽ đem đi rửa, rồi mình sẽ để cho nó ráo nước. Lẽ ra cái đoạn này là mình sẽ cho cái nước cốt dừa còn hơi ấm ấm vào trong cái cốm dẹp này nè. Mà bữa đó em bị xà lơ gì rồi, giờ kiểm tra lại mất tiêu cái đoạn đó. Cho nên mọi người nhớ là sẽ có cái đoạn trộn nước cốt dừa vào trong cốm, rồi mình mới trộn đậu xanh vào nha. Xong rồi thì mình sẽ cho ngược lại vào trong sửng hấp. Cái sửng này của em nó hơi nhỏ, tại dành cho 2-3 người ăn thôi hà. Mấy bà có cái sửng bự thì dùng cái sửng đó cho nó nhanh nha. Mình hấp khoảng 15 phút á thì sẽ cho đường vào, và cái lượng đường á thì nhớ gia giảm tùy theo khẩu vị. Đoạn này mà bà nào khoái ngọt thì mình cho nhiều đường nha, còn ai mà không có thích ngọt á thì chớt đường nha em. Rồi mình sẽ cho luôn cái phần hạt sen, hấp thêm 5 phút nữa thì mình sẽ đổ ra thau. Cái khúc này nó hơi nóng nha quý vị, cho nên hết sức cẩn thận. Dùng cái đũa mình sẽ xới cái phần xôi cốm dẹp của mình lên, rồi cho hết luôn cái phần dừa hồi nãy mình đã xào, rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên cho nó hòa quyện nha. Hồi nãy em có chừa lại một ít dừa với một ít đậu xanh cà nhuyễn để cuối video làm màu rắc rắc đổ lên nè quý vị ơi. Vậy là xong cái xôi cốm dẹp rồi đó mọi người. Hồi đó tới bây giờ mua ăn không hà, tưởng đâu nó khó làm vậy lắm. Ai vậy nó dễ nha quý vị. Cái này thì cũng là một dạng xôi, nhưng mà tính ra thì ăn nó đỡ ngán hơn là xôi nếp. Mình mà đi ngoài đường thấy người ta bán cái này là thể nào cũng phải mua hết á, tại vì ăn cái này nó ngon nha. Có điều ăn cái này nó cũng mập lắm nha. Rồi mà mọi người cùng ăn xôi cốm dẹp với mình nè. Chiều mà ăn hết cái này là no tháng luôn. Thử coi. Không. Thảo. Sao? Gật đầu á mọi người. Gật đầu là cũng không biết khen hay chê nữa. Cốm dẹo là cốm gì? Cốm dẹp nó dẻo lắm. Phần đậu xanh á thì nó bùi. Trời đất ơi. Nếu bùi nên nó nhả rồi cái gì? Tại vì mẹ mình đã ngon mà nó không. Nè mẹ hơi dở mà. Nè nó cho số 10. Con em chơi dở rồi nên giờ đâu có ăn ngon được. Giảm cân mà ăn là thúng xôi. Giảm dữ. Ăn người no chết rồi. Định ốm mà. Thôi không ăn rồi. Để em vô chổng chia cho mỗi người miếng ăn mập phụ.